Canada sẽ cho phép tạm trú đối với bất kỳ du khách nào bị mắc kẹt bởi lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cấm tạm thời những người đến từ các quốc gia mà người Hồi giáo chiếm đa số, theo lời một giới chức cấp cao Canada hôm Chủ nhật. Bộ trưởng nhập cư Ahmed Hussein nói trong một cuộc họp báo rằng ông không biết có bao nhiêu người hội đủ tiêu chuẩn, nhưng cho biết chỉ có một số ít những hành khách trên đường từ Canada đến Hoa Kỳ bị từ chối không cho lên máy bay. Quyết định đưa ra hôm thứ Sáu của ông Trump cũng ảnh hưởng đến những người tị nạn, khiến nhiều người không chắc liệu họ có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Chính phủ của Thủ tướng Đảng Tự do Justin Trudeau đã kiềm chế không chỉ trích Hoa Kỳ, nơi chiếm đến 75% xuất khẩu của Canada. Thay vào đó, Canada nhấn mạnh đến việc mở cửa cho người tị nạn